Hello, welcome back to my channel. Start ghế được không? Ok. To the masquerade party. Of course, I can look good in everything. My favorite show. One day. Thank you.
Không biết ông ta lâu rồi. Mình sẽ thử ông ta lên đây. Oh my God. Oh man.
I see you. OK, gỡ tiếp ba. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Thank you.
place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. This is Luigi's club. Let's go around the back and use the service door. Và 1.500 tiền này các bạn có thể mua cho mình một ngôi nhà. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Let's go. Hey, hey, hey. So there he is, huh? Hey. Got you a nice little place. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? This shithole is supposed to be my home? Now take me to my place. Thank you.
again. Apartments cost money, Tony. Ở đây có một chiếc xe máy và mình sẽ đi chiếc xe máy này. Được không? Ok, cứ theo vào City. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. The real bang man. Come on, this is my first night. Thank you.
fix this problem. Go get some sleep. Bike. Okay, let's go. Oh, what's that? No, my bike! Okay, this here. You good? Yes, I'm ready. Đây một tòa lâu đài. Oh my God, một bức tranh. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở cánh cửa ra. Sau đó thì các bạn sẽ xoay như con ngựa này. Cho chúng ta nhìn nhau. Ok, let's go.
Đây là con mắt của con bạch tuộc. Granny Chapter One. Rồi vào đây thì mình sẽ có một khẩu súng. Ok. Let's go.
Có gì đây? Ở đây thì mình sẽ cần tìm một chiếc búa. Let's go. Đây rồi, chiếc búa ở đây. Hammers. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ lên trên tầng. Tiếp tục mình sẽ phải tìm một thứ, đó chính là một chiếc kim. Xem chiếc kim có ở đây không. Có thể chiếc kim này đang ở dưới rồi. Đây rồi. Cắt hai nguồn dây điện. Tiếp tục. Một nguồn ở đây. Ok, Chris. Thank you.
Oh my god. Power of slander, yeah. Điều này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 8 cuốn sách, 8 bản đồ, chứ không phải 8 cuốn sách mà là 8 mẫu giấy. Thì lúc đó các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa xuống tới tầng hầm của ngôi nhà này. Khi đó thì các bạn sẽ xuống tiếp tầng hầm và tìm kiếm tiếp những món đồ, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà mà này và thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderia. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Horror Cloud.
Let go. Wow. Shut the chew. Push, push. Move, we got. Move, right. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt quyển sách vào. Skip. Okay, let's go. Ở đây thì các bạn sẽ xuống lấy hai cục trái bom và các bạn sẽ đập vào hai bình ga. Bình ga đầu tiên. Bình ga thứ hai. I lit the one away la. Okay, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Bật lên. Khá là tối tăm. Oh my god. Wow.
Bien curto. Đây như là một mê cung khá là kinh dị. Ở đây các bạn có thể tắt đèn pin, sau đó thì đèn pin nó sẽ hồi lại pin, lúc đó thì các bạn lại bật và tiếp tục. Các bạn có thể nhấp nháy để đèn pin đỡ tốn pin. Oh my gosh, đừng cụt rồi. Rồi sau đó các bạn lại quay lại và tìm kiếm tiếp. Ở đây các bạn sẽ tìm một con đường để thoát khỏi nơi này. Đây đúng là một mê cung, một mê cung kinh dị. Ok, và có một con ma sẽ luôn ở trong này, và các bạn nên nhớ và cẩn thận. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, Retro. Wow. Nó nhìn một lúc là các bạn thua ngay. Mình sẽ lên trên này xem có gì không. Đây nó sẽ có một đường lên. Và mình đang đứng ở tảng núi này, vẫn còn thấp hơn cái lâu đài này. Và mình nghĩ chắc chắn sẽ có một con đường đi vào. À đây, oh my god. Wow, hy sinh luôn. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.